Đó là từ tâm đại từ bi không chướng ngại hiện ra Như Lai đại trí phong luân, tên là hay khiến tất cả chúng sinh hoan hỉ vui mừng không thẢ nghĩ bàn. Tướng đó hiện ra rồi thì tất cả Bồ Tát và các chúng sinh thân và tâm đều được mát mẻ. Sau đó, từ mây đại pháp thân, mây đại từ bi, mây lớn không thẢ nghĩ bàn của Như Lai mưa xuống pháp vũ rộng lớn, không thẢ nghĩ bàn khiến cho tất cả chúng sinh thân tâm đều thanh tịnh. Đó là vì Bồ Tát ngồi bồ đề tràng mưa đại Pháp Vũ, tên là Pháp giới không khác biệt. Vì Bồ Tát tối hậu thân mưa đại Pháp Vũ, tên là Bồ Tát du hí như lai bí mật giáo. Vì Bồ Tát nhất sinh sở hệ mưa đại Pháp Vũ, tên là thanh tịnh phổ quang minh. Vì Bồ Tát quán đảnh mưa đại pháp vũ tên là trang nghiêm đồ trang nghiêm của như lai vì bồ tát đắc nhẫn mưa đại pháp vũ tên là công đức bảo trí huệ hoa khai phu chẳng dứt hạnh đại đi của bồ tát vì bồ tát trụ hướng hạnh mưa đại pháp vũ tên là vào môn hiện tiền biến hóa thâm sâu mà hành bồ tát hạnh không ngừng nghỉ không nhà mỏi vì Bồ Tát sơ phát tâm mưa đại pháp vũ tên là sinh ra hạnh đại từ bi của Như Lai cứu hộ chúng sinh. Vì chúng sinh cầu duyên giác thừa mưa đại pháp vũ tên là biết sâu pháp duyên khởi xa lìa hai bên, đắc được quả giải thoát bất hoại. Vì chúng sinh cầu thanh văn thừa mưa đại pháp vũ tên là dùng kiếm đại trí huệ chặt đứt tất cả oán phiền não. Vì chúng sinh tích tập căn lành quyết định chẳng quyết định mưa đại pháp vũ tên là hay khiến thành tựu đủ thứ pháp môn sinh đại hoan hỷ phật tử chư phật như lai tùy tâm chúng sinh mưa pháp vũ rộng lớn như vậy đầy khắp tất cả vô biên thế giới phật tử như lai ứng tránh đẳng giác tâm bình đẳng đối với pháp không xẻn tiếc chỉ vì căn tánh chúng sinh khác nhau nên mưa pháp vũ thì hiện có sự khác biệt, đó là tướng âm thanh thứ 10 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử nên biết âm thanh Như Lai có 10 thứ vô lượng, những gì là 10, đó là như cõi hư không vô lượng, vì đến tất cả mọi nơi như pháp giới vô lượng, vì không đâu mà chẳng khắp. Như cõi chúng sinh vô lượng, vì khiến cho tất cả tâm hoan hỷ như các nghiệp vô lượng, vì nói quả báo của nghiệp, như phiền não vô lượng, vì đều khiến trừ diệt, như tiếng nói chúng sinh vô lượng, vì tùy sự hiểu mà khiến cho được nghe, như chúng sinh thích hiểu vô lượng, vì khắp quán sát cứu độ, như ba đời vô lượng vì không có bờ mé, như trí huệ vô lượng vì phân biệt được tất cả như cảnh giới phật vô lượng vì vào pháp giới của phật phật tử như lai ứng tránh đẳng giác thành tựu a tăng kỳ vô lượng như vậy các đại bồ tát nên biết như vậy bấy giờ đại bồ tát phổ hiền muốn thuật lại nghĩa này mà nói kệ rằng